Xin chào bác sĩ Khanh ạ. Thưa bác sĩ, sau khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách thì nhiều người đã phải trở về quê để sinh sống. Vậy thì bác sĩ đánh giá nguy cơ này như thế nào ạ? Khi mà cái dòng người mà trở về quê như vậy thì nó có khả năng là sẽ mang cái nguồn lây về về địa phương. Cái nguồn lây đó có thể nó sẽ phát tán vào cái gia đình của mình, rồi cộng đồng xung quanh. Và dù mình có xét nghiệm đi nữa, hay là dù mình có chích ngừa hay chưa chích ngừa đi nữa, thì cái nguồn lây đó nó vẫn có thể phát tán ở dưới đó. Và cái quan trọng nhất là khu vực đó cái độ phủ chích ngừa rất là thấp, cho nên nếu mình đi về đó là một cái nhu cầu của mình, thì mình cũng nên sắp xếp khi nào về về ở đâu và theo cái hướng dẫn của địa phương như thế nào. Không phải địa phương nào họ cũng có thể giải quyết được một cách rất là nhanh, và không phải địa phương nào cũng muốn cách ly chúng ta, mà bởi vì người ta rất sợ cái nguồn lây đã có sẵn trong vùng họ của mình, hoặc là mình ủ bệnh sau đó mình phát ra, hoặc là ngay lúc mình đi tập trung quá đông như vậy mình không cẩn thận phải tìm tay ngay cái lúc đó để về đó mình phát tán những cái thông tin xung quanh. Cho nên cái việc mà đi về dưới đó có đúng như nhu cầu mà chúng ta cũng nên sắp xếp làm sao để hạn chế cái cầu nối. Mình là cái cầu nối mà mang virus từ cái vùng mà có khả năng có bệnh đến cái nơi mà đang còn sạch, thì đó rất là nguy hiểm, và đặc biệt là người thân mình. Dạ, vậy thì những người này sau khi họ trở về quê thì cần phải lưu ý những gì để đảm bảo an toàn ạ? Thứ nhất, cái người này đi trở về quê đó mình phải biết cái khả năng nhiều đó, trong họ mình đang có chứa virus. Cái năng thứ hai là mình đang thời gian ủ bệnh. Cái năng thứ ba là trên đường đi mình bị lây cái virus. Do đó khi mình trở về quê đó mình khoan tiếp xúc với người nhà, mình phải tìm hiểu cái đơn vị y tế ở đó người ta hướng dẫn cho mình làm sao để mình cái nhóm nào đang có virus hay là sắp có virus, và tới khi mình không có virus mình mới hòa nhập được cái môi trường cộng đồng ở dưới đó được. Còn nếu mình không thực hiện đúng cái hướng dẫn, mình cố tình mình tránh làm sao đó, điều đó rất là nguy hiểm. Cho nên cách tốt nhất là mình vẫn phải khai báo và hợp tác với cái hướng dẫn của cái ngành y tế khi đó mình an toàn được. Dạ, với những người thân trong gia đình của nhóm người này thì họ sẽ phải làm gì để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như phòng tránh lây nhiễm ạ? Cái quan trọng nhất, cái người thân của mình ở dưới đó đó, dù mình có thương người thân cỡ nào, mình có nhớ người thân cỡ nào, thì nó cũng giống y chang như là lúc trước đây chúng ta có những người thân đi từ ở biên giới về, nó chúng ta phải thực hiện đúng như vậy thì mới an toàn cho gia đình mình. Cho nên mình nên nói người đó đi khai báo, và nếu trong thời gian chưa kịp khai báo phải để người đó cách ly giống như là một cách ly F0, cách ly F1, thì lúc đó chúng ta mới an toàn được. Cho tới khi nào mà đủ cái thời gian của bệnh, cái người thân của mình không có dương tính, dù là gia đình mình có chích ngừa hay không chích ngừa, thì điều đó mình phải thực hiện. Và đặc biệt trong thời gian đó là không được đi ra cộng đồng. Dạ, việc di chuyển giữa các tỉnh thành phố hiện nay thì còn nhiều vấn đề do tình hình dịch ở mỗi nơi sẽ khác nhau. Vậy thì theo bác sĩ Khanh, vấn đề này trong tương lai sẽ được giải quyết như thế nào ạ? Khi mình di chuyển từ nơi này ra nơi khác thì phải hiểu là mình có thể mang cái nguy cơ từ cái vùng đỏ sang vùng xanh, hay vùng đỏ sang vùng vàng, hoặc là mình di chuyển đến một vùng xa, vùng mình ở vùng xanh di chuyển đến vùng đỏ, sau mình mang virus từ vùng xanh, thì mình phải hiểu như vậy mình mới biết là mình có cái nguy cơ gì. Do đó khi chúng ta đi đến đâu, từ đâu đi tới đâu, chúng ta phải hiểu là chúng ta có nguy cơ mang virus từ nơi mình đi tới nơi mình đến hay không, và từ mà nơi mình đến mình mang ngược về cái nơi mình đi. Do đó mình phải xét cho kỹ là bản thân chúng ta có mang virus hay không, nếu có khả năng virus thì chúng ta phải làm cái gì, tới đó làm cái gì và đi về ngay. Còn khu vực đó có khả năng mang virus tấn công vào chúng ta sẽ mang về những cái nơi xanh của mình, chúng ta phải tìm hiểu và cẩn trọng từ cái việc mang khẩu trang rồi rửa tay. Và đặc biệt là bản thân mình được cho phép thì mình hãy đi, được cho phép đến thì mình hãy đến. Và lẽ đương nhiên là nhà quản lý và ngành y tế người ta đã cân nhắc rất là nhiều về cái nỗi nguy cơ và cái sự đi lại của mình để hợp lý với nhau, để chỉ cho mình đi như thế nào, trong lúc đi mình phải được bảo vệ làm sao,
đó là an toàn của gia đình và an toàn của cộng đồng mà thôi. Dạ, thưa bác sĩ, trong thời gian tới thì chúng ta có nên bổ sung vaccine cho những địa phương lân cận và nhiều người trở về hay không? Có những cái giải pháp nào khác không ạ? Thật ra thì nếu mà chúng ta có đủ vaccine á, nó có đủ năng lực chích ngừa đó, tổ chức đó, thì chúng ta nên chích cho tất cả mọi người ở tất cả các địa phương. Thì lúc đó chúng ta mới gỡ bỏ dần những cái mối ràng buộc khi di chuyển, cái đối tượng khi di chuyển. Chỉ cách đó thôi, thành ra có vaccine mới giải quyết được vấn đề đi lại một cách thoải mái. Còn chưa có vaccine thì phải chịu một số cái quy định. Bởi vì cái lúc đó, cái miễn dịch của cộng đồng không đủ để chúng ta có thể xé ra được. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Khanh ngày hôm nay ạ.